Mến chào quý quá chị và các bạn. Hiện giờ mình đang có mặt tại khu chợ. Mực ngon quá cả nhà. Mực như vậy là nhiêu ký em? Mực này 230 ký nè quý quá chị mình. Đông không? Cái đường nhà cá này rất là đông luôn ha quý chị mình. Con nó con gì hả chị? À con dẹm hả? À con dẹm. Đó, mực nè, mực ống nè, mực tột nè. Ngon quá trời luôn. Ngon quá ngon. 120 ký dẹ. Dẹ là dẹ ha. Đó, khu ngành thủy sản á, con khu vô đây ha. Cá chim nhà em nhiêu ký vậy? 90k/ký ha cả nhà mình. Cả nhà mình có đi chợ Trà Vinh ha. Thì này có bán cá chim. Khu này mấy trăm ký vô? Trời ơi, khu 200 mà cái nhà rẻ cả nhà, có 200 ký rồi. Ha, rẻ ha. Rồi ở đây là hàng dưa mắm. Đó. Ngon vậy không? Mình bán bún nước lèo nè. Ngon không? Rồi chút gì muốn mang đất nha. Vì này bán cá hấp quá nhiều luôn. Rồi cá hấp cá bọt má ngon ghê luôn á cả nhà. Nhìn thao qua kia thấy thèm luôn quý quá chị mình. Đó chị bán cũng gần cuối nhà cuối chợ dưới đây ha. Gần mấy sông ở dưới là tập chị bán qua kia làm rồi luôn. Sáp này chị bán ký ha, bán nãy ký có 15k một ký à quý quá chị mình. Rồi bây giờ mình đi vào khu con đường của Lý Thiền Kiệt ha. Đây khu ngoài đây các tiểu thương buôn bán đồ hàng bông cũng rất nhiều. Đây là khu trung tâm mé bên trái của chợ Trà Vinh ha. Các chị các tiểu thương buôn bán bún bánh canh hủ tiếu ngon quá. Mến chào quý quán chị và các bạn. Hiện giờ mình đang có mặt tại khu chợ Trà Vinh. Rồi hôm nay buổi sáng mình đến đây để đưa quý quán chị mình tham quan ngôi chợ Trà Vinh nha. Rồi ngày mới mình cũng chúc quý quán chị trong dòng nước gần xa luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và an lành mạnh khỏe nha. Rồi hiện giờ mình đang đứng tại đầu nhà lồng chợ Trà Vinh, con đường Độc Lập. Rồi bây giờ mình mời quý anh chị mình theo kính cùng mình bước vào bên chợ Trà Vinh tham quan buổi sáng hôm nay nha. Khu đầu chợ thì mình thấy buôn bán bông hoa rất đẹp. Đẹp quá ha. Nguyên hàng bông hoa trái cây luôn á cả nhà. Còn khu bên trong thì người ta cũng vẫn bán hoa với trái cây luôn. Nhưng mà ở ngoài đây thì sạp nó bán hoa rất nhiều. Con đường mé bên đây là con đường Độc Lập ha. Độc Lập phường 3 thành phố Trà Vinh. Đó. Những trái cây tại chợ Trà Vinh này mình không? Nhìn thấy rất tươi luôn quý anh chị. Tươi quá. Rộng quá, chợ Trà Vinh rất rộng luôn quý quá anh chị mình. Hai bên tiệm vàng ha, tiệm vàng Hưng Phong. Bên đây thì Phúc Lộc Thọ. Đường vào chợ thì có hai ba tiệm vàng, hai tiệm vàng rất lớn. Một tiệm thì Phúc Lộc Thọ, tiệm thì Hưng Phong ha. Rồi mé trái mình thì người ta buôn bán bánh kẹo, bánh mứt kẹo ha. Ngon quá. Nhìn bánh nào thấy cũng ngon hết. Có bánh tráng muối nữa nè.
trong Dài Lồng thì ta bán quần áo. Chúc chị mua may bán đất nha. Khu ngoài thì mình thấy cũng hơi trống, đầu Dài Lồng chợ đi vô thì khu ngoài bán đường đậu với bông hoa trái cây ha, thì mình thấy hơi trống, nhưng mà khúc dưới nhà cá thì nó rất đông. Bán sạp bánh kẹo rất nhiều. Có cơm dẹp nữa nè quý bác chị mình. Bên đây dì Hai này bán cơm dẹp cũng rất ngon ha. Cơm dẹp. Cơm dẹp vậy là như bịch cô. Này chỉ có 10k một bịch rồi cả nhà. Cô lấy cho con hai bịch đi. Mua hai bịch về để mình mua kiếm dừa nạo ha, dừa gám á, tộn. Dừa gám tộn ăn ngon ha. Ngày nào vẫn bán đây hả? Mình để nước ít thôi hả? Tại cơm dẹp là Vinh là thấy là ngon nhất luôn á, ăn rất dẻo rất ngon luôn cả nhà mình. Rồi mình được mua được hai bịch cơm dẹp, mình rất thích ăn cơm dẹp ở Trà Vinh. Trà Vinh cơm dẹp nó rất dẻo luôn quý chị mình, dẻo mà ngon lắm. Wow, chị này bán lá sâm, chè ha, đủ loại chè luôn, ngon quá ha, mặn ổi. Rồi. Mình đi vào khu nhà cá. Ở đây bán chao nhiều ghê, nhiều loại chao ghê luôn cả nhà. Chao à, ngon ghê không? Chao ngon không ha? Thố 35.000 một cái. Rồi vô vào tới khúc giữa trung tâm Dài Lồng chợ Trà Vinh rồi. Khu này là cũng rất đông. Mình đi vào thẳng xuống nhà cá luôn nha. Đây hàng bánh đường đậu quá trình luôn nè. Đấy, đẹp không? Đáng rồi. Rất ngon ha cả nhà mình. Khu dưới này thì rất đông luôn. Rồi mình xuống khu hải sản đi, bên ngành hải sản tôm tép cá ha. Đó, khu đây là khu nhà cá ha. Thịt heo, thịt bò. Trong Dài Lồng thì mình thấy bán khu thịt heo, thịt bò rất nhiều. Còn khu hải sản thì nằm mé bên phía cánh trái chợ nha. Rồi để mình đi phía bên cánh trái của chợ Trà Vinh trước đi. Rồi mình sẽ bọc lên. Qua đường hải sản coi những món ăn ngon đặc biệt ra sao. Hôm nay các tiểu thương mua bán các hải sản như ốc sò, nghêu đồ ha. Mình nghe nói Trà Vinh hải sản cũng rất ngon luôn quý bác chị mình. Đó, cua nè, cá đuối nè. Cá ta nữa nè, trời ơi, gà nữa nè, cá ngừ nữa hả, ngon quá hả gì. Dạ, trời ơi, con mực ống kìa, này mực nang chứ, mực nang.
Nó đông không? Cái đường nhà cá này rất là đông luôn ha quý chị mình. Ngon quá, cá tươi trong luôn cả nhà. Nói xa xa Tuấn Mỹ đi dài dài dưới luôn ha. Giờ mình đi bọc tới lên nha. Đó, người nghêu sộn quá nè. Ôi mực tép ngon quá. Mực này tươi ghê luôn á. Mực tươi ngon quá cả nhà. Mực như vậy là nhiêu ký em? Mực này 230 kg nè quý quán chị mình. Trời ơi bự chảng luôn á. Tươi trong luôn. Ngon quá ha, có 230 kg à. Đó, đây ngao sò ốc hến ha. Rồi, con đấy giống con dợp thôi ta. Con nó con gì vậy chị? À con dẹm hả? À con dẹm. Sò huyết nè. Đồ hải sản đây tươi không rồi cả nhà. Ngon quá ha. Cua biển nè. Cua biển ngon ghê không? Đó, cua. Ngon quá. Này ốc viết ốc bóng tay ha cả nhà. Ngon quá trời ngon. Đồ hải sản đây là rất tươi luôn quý quán chị mình. Quý chị mình có đi Trà Vinh ha thì xuống đường phía sau của nhà cá thì rất nhiều đồ hải sản. Đó phía sau thì có khu bên kia có mấy sông nè, có con sông cách biệt ha, cách ngăn lại. Khu chợ Trà Vinh này mình thấy tiểu thương buôn bán dài 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 nguyên cái đường mấy sông này rất là nhiều luôn. Mực nè, mực ống nè, bạch tuột nè, ngon quá chừng luôn. Ngon quá ngon. Cá liêu hồng ha, ngon quá. Cá kèo nữa kìa. Rồi hàng bên phải mình thì các tiểu thương ở đây bán hàng sạp đường đậu ha, vật dụng xài trong gia đình. Còn qua cá hú tôm sống nè. Tươi quá cả nhà mình. Rồi, cá kèo nè. Cá hú à, ngon quá. Khô, khô lù đù. Cá lò tho. Đó, đây là khu ngành hàng thủy sản ha. Đây là khu nhà lồng hành thủy sản. Rồi để mình vô khu ngành thủy sản chia sẻ cho quý anh chị mình xem những đồ hải sản ở đây ha. Cá đối 60, 60 kg thôi, ngon quá, đồ xong ngon quá ha. Cá nè, có ghẹ nữa là cả nhà. Chị này có bán ghẹ nè. Ghẹ nhiêu ký vậy chị? Ghẹ 120 hả? Ghẹ có 120 cả nhà, ngon quá ha. 120 kg ghẹ, ghẹ này ghẹ ha. Đó, khu ngành thủy sản á, có khu vô đây ha. Ôi cá sông ngon quá. Ôi tôm tép. Ngon quá chừng luôn ngon.
cá chim. Nấu mặn luôn. Cá chim kho mặn nấu mặn là ngon hết sảy luôn á. Cá chim vậy ăn nhiêu ký vậy? 90k ký ha cả nhà mình. Cả nhà mình có đi chợ Trà Vinh ha. Chị này có bán cá chim chỉ có 90k một ký thôi. Đó là cá chim trắng ha. Chim đen hả? À, cá đen, cá cá chim đen hả cả nhà? Ngon quá. Trời ơi cua. Trời ơi cua biển là bự chảng luôn á cả nhà. Cua này mấy trăm ký rồi. Trời ơi cua 200 mà cả nhà, rẻ cả nhà, có 200 ký à. Ha, rẻ ha. 200k ký thôi. Chị đi bán cá ngon quá, cá sông ngon quá. Có cà phê nữa nè. Rồi quý chị mình có đi chợ Trà Vinh ha, thì ai xuống ngành thủy sản sẽ gặp chị này bán đủ loại cá luôn. Cá rất ngon, rất tươi. Rồi thôi em chúc mấy chị mua mang đắt nha. Dạ. Rồi mình mời quý quát chị mình đi tiếp vào bên trong nha. Ở đây là hàng dưa mắm. Đó. Ngon ghê không? Đường đậu. Rồi. Vô chợ Trà Vinh rồi gì cũng ngon hết trơn. Gì bán bún nước lèo nè. Ngon không? Bún nước lèo hả chị? Dạ. Đó, ngon ghê không? Rồi chúc gì mua mang đất nha. Đó còn kia là gà vịt này kì ha. Gà. Bây giờ lâu lâu. Bây giờ mua cho quay cho lâu lâu xíu ha. Ngày nào gì cũng bán ngày nào gì cũng bán đây hả? Mỗi ngày bán mỗi ngày. À dì Hai này bán bún nước lèo mỗi ngày tại đây. Dạ. Quý anh chị mình có đi chợ muốn ăn bún nước lèo. Gần cuối đường gần cuối đường hàng thủy sản. Ủa mình cái này là cái tái gì giống tái đào á. Ờ tái đào đó cả nhà. Ăn chung với bún ha. Ngon quá. Dạ, cứ việc lại chim lên đi cho thoải mái. À. Rồi thôi con chúc cô sức khỏe nha. Rồi, mua bán đất. Rồi mình mời quý anh chị mình đi tiếp vào bên trong chợ Trà Vinh nha. À, có ai thèm ăn bún nước lèo thì hãy đến cô. Cô bán gần tới nhà nông thủy sản. Khu nông thủy sản ha. À, quay xíu cho đất ha. À, quay cho đất xíu nè. Chị bán đây mỗi ngày luôn á hả? Chị bán đủ loại rau. Rau nè, bầu nè. Với có xài nữa hả? Ôi ngon quá, xài này kia còn xài gì chị? Xài cắt nhung hả? À cắt nhum. Ngon quá ha. Rồi. Ờ cắt nhum. Cắt nhum hả? Nhum. Ờ à, cắt nấm hả? Trời ơi đó giờ mới nghe tên xài này luôn á. Xài cắt nấm luôn á cả nhà. Rồi thôi em chúc chị mà bán đắt nha. À. Đó. Chợ Trà Vinh hôm nay thứ hai cũng rất đông luôn, quý quán chị mình rất đông. Đó. Đây là đường hàng rau củ quả này kia ha, cũng có pha trộn một số trái cây vô nữa. Đông quá cái khu ở đây đông, khu cánh phải của chợ Trà Vinh mình thấy đi rất đông mà tiểu thương buôn bán ở đây rất đông luôn. Cái ốc cái chốt gì nè ngon quá. Ngon quá ha. Mớp. Ờ có gói sen nữa kìa. Gói sen ngon quá, gói sen tươi trong luôn cả nhà. Trời ơi, chị này bán cái hấp quá nhiều luôn. Rồi cá hấp cá bọc má ngon ghê luôn ha cả nhà. Ừ.
bà khía nữa kìa, bà khía tôm sẵn rồi ngon quá. Chứ bà khía chưa làm, này là tôm người ta. Này mình mua về mình làm sơ đây ha. Ở đây thì ta ốp sẵn hết tơ người quý quá anh chị mình. Ngon quá. Có bà khía làm sẵn luôn rồi nè, ngon quá trời ngon luôn. Ôi. Nhìn thao bà khía thấy thèm không quý quá anh chị mình. Đó, chị bán cũng gần cuối nhà, cuối chợ dưới đây ha, gần mấy sông ở dưới là gặp chị bán bà khía làm rồi luôn. Em chúc chị mua bán đắt nha. Nhà nào chị cũng bán đây hả? Dạ. Rồi. Ở đây thì cá tiêu hồng. Tép. Ở đây là khu trung tâm nhà lồng này. Mà mình chưa có vô trong, mình chỉ ở khúc ngoài thôi. Ở ngoài mình thấy đi rất đông luôn. Trời này ông rất là âm u. Ừ. Rồi lên luôn. Trời ơi. Trời ơi có chú xe chú sáp nè cả nhà, ngon quá chừng luôn. Xài của chị luôn á hả? Trời ơi ngon ghê chú sáp. Chú sáp là chị bán ký hả, bán nải? À, ký có 15k một ký à, quý quá anh chị mình. À. Chuối nữ hoàng hả? À, ổi hả? Ổi nữ hoàng như một ký chị? Đúng rồi, 15k một ký luôn. Có chứ. Rồi thôi em chúc chị mua mang đắt nha. Dạ. Dạ có chị. Dạ có ai mua chuối sáp thì đi chợ Đà Vinh ủng hộ chị ha, chỉ có 15k một ký thôi. Kênh chân bước mỗi tay chị đeo trên đầu nó khỏe hơn, nghe ra cái đầu mới ra nó 15 triệu con, 4k luôn, trong nước đây này cũng may. Rồi thôi mình mời quý quá chị mình đi tiếp nha. À mỗi nè à hộp dịch đó sừng xa hộp hộp lụ nữa nè, bánh ổ bánh này kêu bánh gì chị? À, bánh thục linh cả nhà, một hũ vậy là nhiêu tiền chị? À, 60k cả nhà, ăn vô là ghiền luôn á ha, đã xong nữa nè. Rồi thôi chúc chị mua ăn đắt nha. Hồi ơi bán nhiều món loại chè dưới người ta. Sinh xa hột lụ 10.000 một bịch đó cả nhà. Cả nhà mình có đi chợ ha thì hãy đến đây. Bánh tre. Giống không? Tưởng đâu giống ha. Đó, đây là đường rau củ quả ha. Dạ. Rồi mình sẽ đi tiếp thôi cả nhà mình ơi. Đây là ớt xay tỏi xay ha. Và xả xay sẵn luôn. Xả bầm. Rồi. Bánh tét ở đây cũng rất ngon nè cả nhà. Bánh tét câu hường. Ngon quá. Bánh tét ở đây là có tiếng luôn nè cả nhà mình. Đó, ngon không? Bánh ú với tét. Đây là bánh ít nữa nè, ngon dễ sợ. Còn đây là mắm tép ha, mắm đu đủ, mắm tép ha, ngon quá. Rồi ở đây có anh này bán đồ dịch dụng xài trong gia đình, dao kéo, sạn, muỗng, đủ loại, nem chua, ba tê chả lụa. Có anh này anh bán bánh canh tép ngon quá nè.
bánh canh tôm. Tại mình kêu tép quen rồi, đây bánh canh tôm ha. Như mà mình mua tôm về mình sai á anh. Dạ. À, ngày nào anh cũng bán chợ này hay sao? Dạ, ngày nào cũng bán anh. Dạ. Nhưng một bịch vậy là nhiêu tiền anh? Bịch vậy 15 á nha. Một bịch vậy là 15k, cả nhà mình có đi chợ thì Tà Vinh ha, thì có ăn bánh canh tôm thì vào chợ Tà Vinh thì sẽ gặp anh mỗi ngày. Như muốn ăn sớm 5 6 giờ có không anh? Dạ. Muốn ăn sớm 5 6 giờ có không? 6 giờ rưỡi em mới bán hả? À, vậy là anh 6 giờ rưỡi ha. Chỗ chỗ quán Ma Gia đó. À, 6 giờ rưỡi là anh có bán rồi. Nhưng mà chưa vô chợ đâu. Dạ, vậy là anh còn bán. 8 giờ 8 giờ em mới vô chợ lên. Dạ, đúng rồi. Thôi từ từ xíu anh mới vô chợ, còn ngày thừa chưa tới giờ là anh còn ngoài kia hả? Dạ, bán ngoài. À, bán ngoài chợ xíu coi nha. Cả nhà mình có ăn canh thì hãy đến ủng hộ anh nha. Dạ, rồi chúc anh buôn bán đắt nha. Đây hàng dưa mắm. Bánh canh tôm nào. Ngon quá. Bánh canh tôm nào. Mắm cá lóc đồ nè cả nhà. Tép nè ha. Có mắm cá sặc nữa nè. Rất ngon. Cô này bán ở tại chợ Tà Vinh ha. Quý anh chị mình có đi chợ ăn mắm thì hãy đến. Có đủ các loại mắm luôn. Ủa còn bịch này mắm là mắm gì cô? À, nấu nước lèo á hả? Mắm nó nấu nước lèo à. Dạ, cái này là đặc sản Tà Vinh nè, quý quán chị bên. Cái này là để người ta làm ăn bún nước lèo ha. Nó có tên mắm là mắm gì cô? Mắm bồ hóng. À, mắm bồ hóng. Ôi. Rồi thôi, chúc cô buôn bán đắt nha. À. Dạ. Rất ngon luôn cả nhà mình. Rồi, mình đi lên phía trên đi ha. Rất đông luôn, chợ từ đầu chợ Tà Vinh vô tới cuối đường xa như lắm xa, cũng thấy rất là dài luôn quý quán chị mình. Đó, chị này bán bánh tráng, sạp bánh tráng ha. Bánh tráng hai tay, Mỹ Hạnh và hai tay. Sạp bánh tráng rất ngon. Ngon quá. À, tên của chị ha, đây là Tư Mật Thành Hiệp. Bán các loại bánh tráng tại chợ Tà Vinh. Rồi quý chị mình có đi dùng mấy bánh tráng thì hãy đến chị ủng hộ chị ha. Ủa còn này là bì hay sao chị? À, này da bì cả nhà. Ngon quá. Rồi em chúc chị buôn bán đắt nha. Đây bà chủ bán bánh tráng đây. Rồi mình sẽ đi tiếp nha cả nhà. Chị này bán đủ đồ ha. Lá dứa, nha đam, rừng lột sẵn luôn, xả nè, có tái gất nữa nè, dừa sai. Đây chỉ kinh doanh rất nhiều đồ. Rồi đây là chị ba này, chị bán hàng khô, lạc xưởng, đủ các loại khô luôn cả nhà, rất ngon. Chị bán cũng gần ngay khu trung tâm giữa chợ ha. Vô đầu chợ vô mấy cánh phải là gặp chị liền luôn, bán rất ngon. Rồi mấy khô ngon ghê ha cả nhà. Tôm khô rồi đó, quá ngon luôn. Sạch khô rất ngon cả nhà. Rồi, còn ở đây vừa khô ha, vừa sim nữa. Chị này chỉ xay dừa. Chị bán vừa khô rồi chỉ xay luôn hả chị? À, chị bán vừa khô rồi ai mua xay thì chỉ xay luôn ha. Đây là những đậu hũ, những món ăn chay ha, nấm. Rồi đây là khu Già Lòng, ở đầu Già Lòng chính giữa thì bán dễ khát và những món ăn ha.
phụ tên này thì bán ngành hàng sách báo, mùng mền, tạp hóa. Rồi, khu chợ này rất nhiều ngã đi ha, đông quá, khu nào mình thấy cũng đông hết trơn á. Rồi, bây giờ mình đi vào khu con đường của Lý Thường Kiệt ha. Ngay khu ngoài đây các tiểu thương buôn bán đồ hàng bông cũng rất nhiều. Đường ở đây mình thấy rất đông luôn quý anh chị mình. Con đường này thẳng này đi xuống khu công viên mấy sông luôn ha. Đi ra thẳng là đi ra bờ kè. Rồi bây giờ mình đi vào khu con đường Lý Thường Kiệt nha. Đầu đường thì mình thấy các tiểu thương bán hàng rau củ quả rất nhiều. Gà mớp, dưa leo, cải xà lách son, nhiều loại ha. Rồi bên trái mình thì bán cam rất nhiều luôn. Cam chỉ có 10k một ký à. Rồi cam 10k ký bự ghê luôn á. Đây nè. Hàng này mình thấy bán cam rất nhiều. Đông quá, khu ngoài chợ này đông ghê luôn á. Chị này chỉ bán bánh mặn, bánh bò, nhiều loại bánh luôn á, ngon quá. Bánh da lợn. Đây con đường ở Lý Thường Kiệt, phường 3, thành phố Trà Vinh ha. Khu này người ta bán buôn rất đông. Đông ghê không? Gừng, chanh, ớt, bắp cải, ngon quá ha, tươi trong luôn. Đó, mấy chị bán bông súng sen, sen ha cả nhà, ngon quá. Sen, còn cái này là ngó sen ha, ngó sen với sen. Chị với chị này bán ở ngay con đường Lý Thường Kiệt ha. Rồi mấy chị mình có ăn ngó sen thì hãy đến chị này. À, ngày nào chị cũng bán đây hả? À, rồi, em chúc chị bán đắt nha. Đó. Dựa rau củ quả Đà Lạt Ba Hùng. Rồi bên đây là khóm ha. Hai hàng đường Lý Kiệt vô buôn bán rất nhiều. Khóm gọt sẵn luôn nè. Rồi với số bán để thùng xề luôn á cả nhà. này mới luôn á, thấy không? Số để thùng xe luôn á. Bây giờ mình đi ra khu ngoài nha. Bấm ở đường nè. Đường ngon ghê cả nhà, đường thẻ ha. Ở đường này ta làm giống như đường thốt nốt vậy. Đông, đường này đông ghê luôn á, đường Lý Thường Kiệt này rất đông. Vậy đây chỉ bán bắp cải ha, bắp cải Đà Lạt, rau củ quả,
rồi. Con đường này thì bên cánh phải của chợ Trà Vinh đi vào. Khu dưới thì khu nhà lồng chợ nhà cá ha. Mình sẽ đưa quý anh chị mình vào khu nhà trồng nhà lồng bên trong á. Đầu đường thì mình thấy chị này buôn bán bún và bánh canh, bánh bò, bánh hỏi. Đó, ở đây là khu bên cánh trái ha. Đó, bánh hỏi, bánh canh nè, bánh canh bột sắt nữa nè. Ngon quá ha. Ngon quá vậy chứ. Bún nữa nè. Cái này ăn là để bún với nước lèo hả chị? Bún lèo, bún riêu. Đây bún lèo, bún riêu nè cả nhà mình. Chị bán ngay đầu giờ lòng. Quý của anh chị mình có ăn bún thì hãy đến ủng hộ chị nha. Bún gạo. Này là bún gạo hả? Bún gạo nguyên chất đồ bò đó. Bún gạo nguyên chất ha quý anh chị mình. Hồi xưa bún gạo truyền thống. Phải không? Ồ, thôi em chúc chị buôn bán đắt nha. Đó, sạp của chị là Phương Tân. Sạp của chị là Phương Thảo. Phương Thảo hả? Phương Thảo. Bún bánh canh, bánh hỏi, bánh phở, bánh lọt, bánh tôm. Rồi mình sẽ đi tiếp thôi bà con ơi. Ở đây là hàng bún không ha, bún bánh canh. Dạ. Còn đầu và lòng thì mình thấy bán giải khát với quán ăn rất nhiều. Đó, rộng quá ha, đường rộng nên thang hồi hủ tiếu cũng ngon nữa nè. Hủ tiếu là chắc dai lắm. Giá đây nè, hủ tiếu bánh canh nè. Rồi mình mời quý anh chị mình đi tiếp nha. Hẹ nè, bán hẹ nữa nè. Đó, rất ngon không. Cô Bảy Thu chuyên bán bánh ướt, bánh lá. Đây là khu trung tâm mé bên trái của chợ Trà Vinh ha. Cái chị các tiểu thương buôn bán bún, bánh canh, hủ tiếu rất nhiều. Đó, còn đây thì đây đây thì bán tôm khô rất ngon luôn. Ôi tôm khô bự không à. Cường Bé Chín, chợ khô Trà Vinh. Ngon quá. Có khô canh lóc nữa nè, ngon quá trời ngon cả nhà. Tôm khô thiệt là ngon luôn. Rồi, quý anh chị mình có đi chợ ha. Thì chị này chỉ bán ở khu nhà lồng mé bên trái. Bán đủ các loại khô và tôm khô. Đặc biệt Cường Bé Chín. Dạ. Dạ Bến Tre chị. Dạ. Tôm khô Vĩnh Kim, khô mực, khô cá lóc Lạp Xưởng. Bán tất cả các loại khô ha. Ngon quá. Rồi em chúc chị mua mang đắt nha. Nhìn sạp khô rất là hấp dẫn luôn quý chị mình. Có Lạp Xưởng nữa nè. Quá ngon luôn. Mình nhìn mình thèm lắm cả nhà mà giờ mua chưa được. Rồi thôi mình mời quý anh chị mình đi tiếp nha, bước vào khu bên trong. Bên trái thì bán bún hủ tiếu ha, còn bên phải thì bán khô, hột vịt, hột gà, các loại Lạp Xưởng cũng có, rất là ngon luôn quý anh chị mình. Ruốc nữa nè. Đó, này là khu giờ lồng ha, gần tới khu của hải sản nhà cá rồi. Dũng Hồng Châu chuyên bán tôm khô mực, ngon quá trời ngon luôn. Đó, khô lò tho đó nè, khô cá đuối nữa nè, cá đường nữa, ngon quá.
đây bên phải mình bán khô được không ha, các loại khô, tôm khô, khô cá dứa, cá lóc, ngon quá ngon. Sạp nào mình thấy bán cũng ngon hết. Rồi bắt đầu mình tới xuống tới khu thịt heo rồi. Hàng này của dì Hai Lệ ha. Đó, khu Gia Lồng phía sau thì bán thịt heo. Các tiểu thương bán sạp thịt heo rất nhiều. Bây giờ mình qua khu thịt heo nha, Gia Lồng thịt heo đi. Đây là sạp heo quay, ngon quá cả nhà mình. Huyết, phổi, gan, phèo, lòng, nhiều thứ luôn ha. Đường này sạp thịt heo cũng rất là nhiều luôn quý anh chị mình. Ngon quá, ngon quá. Chị đề đang sắc thịt heo quay. Nhìn miếng heo quay rất ngon ha. Giòn rậm luôn. Nguyên tủ luôn nè. Heo ở đây rất dài luôn ha. Rồi phía sau mình tiếp tới là bờ rè, bờ kè nha. Bờ kè này rất đẹp. Đó, đây là hàng thịt heo hết rồi, ra tới đây là bờ kè rồi cả nhà mình. Đây nhiều ngõ lắm, các tiểu thương buôn bán chợ này mình thấy rất đông luôn. Rồi khu đây là khu phía sau của chợ Tàu Vinh á. Rồi đến đây mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Video này của cho căn nhà mình luôn luôn thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và an lành hạnh phúc nha. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.